Mình xin chào tất cả các anh em. Vâng, hôm nay thì mình có anh Hùng đến từ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thì có ra nhà mình để đầu tư một bộ máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp. Thì anh chị, anh đưa cả chị và cả cháu từ trong huyện Yên Thành đến tỉnh Thanh Hóa thì lúc khoảng tầm 8 giờ sáng đấy Hùng nhỉ, 8 giờ sáng đấy. Thì từ sáng đến giờ thì mình cũng đang hướng dẫn, mình đã kích hoạt máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp cho anh Hùng. Và từ sáng đến giờ thì cũng đang hướng dẫn anh Hùng sử dụng máy chẩn đoán lỗi mô tô xe táp. Thì anh Hùng, cơ bản anh Hùng trước thì anh Hùng cũng đang sử dụng cái máy chẩn đoán lỗi mô tô scan 7. Thì thật ra thì anh Hùng cũng rất chi là nhanh hiểu thôi anh em ạ. Vâng, như vậy là từ sáng đến giờ thì mình cũng đang hướng dẫn anh Hùng kiểm tra các cái chức năng như là đọc lỗi khi có mã lỗi, đọc lỗi khi không có mã lỗi, rồi phân tích cái thông số hiện hành, rồi kiểm tra về phần hao xăng. Và hiện tại bây giờ thì cũng đang hướng dẫn anh Hùng để kiểm tra kim phun. Thì đang trong cái quá trình chờ cái mô tô xin táp đang kiểm tra kim phun, thì mình có chia sẻ đến cho anh em là có anh Hùng đến từ huyện Yên Thành tới tại nhà phân phối mô tô xin táp Hoàng Ngọc Xuân của mình để lấy máy anh em ạ. Vâng, nhưng anh em thợ nào mà có nhu cầu tới tại cái cơ sở mình để thực hành, để lấy máy, thì anh em vui lòng là gọi vào số điện thoại ở trên màn hình, thì mình sẽ tư vấn cho anh em và gửi cái định vị vào Zalo, và anh em có thể là đi theo cái định vị Google, và anh em có thể là tới thẳng cái nhà mình để anh em lấy máy được, lấy máy giống như anh Hùng đây. Thế thì em xin cảm ơn anh Hùng đã bớt chút thời gian vàng vàng tới tại cái cơ sở của em để đầu tư máy. Vâng, thì xin chào tất cả các anh em. Anh Hùng có thể là vẫy tay chào anh em thợ sửa chữa xe máy trên toàn quốc ạ. Không có gì, tức là đến với anh Xuân ở đấy thì anh ấy tiếp đón rất là chú đáo và rất là giới thiệu máy về là cách sử dụng máy, anh cũng bay rất là nhiệt tình, rất cảm ơn anh và chào anh em. Xin chào tất cả các anh em ạ.